chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi để châu ý đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân có anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quý. Chỉ tâm đàn lễ Nam Mô Tần Hư Không Biện Pháp Giới Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Ma Bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Hải Tát. Lương xa nhiệm ngài Pháp giới mong quân, chứ phần hai hồi tận diệu văn, tùy nữ kia tượng vân. Thành ý phương ăn chứ phần hiền toàn thân, Nam Mô Hương Vân Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cải Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cải Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba niên vàng, kim na tao ngộ na kim tiên văn thọ trì, nguyện dài như lai chân thiền nghĩa. Tây phương giáo chủ tịnh độ năng nhân, tiếp dẫn chúng sanh chí thần sơn, cực là hữu nhiên sanh tịnh độ ta bà giải thoát kiến Di Đà. Bốn tám lời nguyện độ chúng sanh, phát nguyện rộng lớn đảng viên thành, áo xen chín phẩm thượng phẩm sanh
đồng độ chúng sanh Phật đạo thành. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ni Tát. Bốn mươi tám lời nguyện đứng Phật A Di Đà. Ngùng hình ngã quý chúng sanh thầy đều chẳng có sanh thành nơi đây. Nguyện thứ hai nước này tịnh giới đàn bà cùng con gái tình thân bao đề trừ phẩm mà liên hoa nguyện thứ ba dân chúng phong đà khi cần ăn uống hoa sẵn sàng bản thân bao quý bạn đừng lắm trăm món ngon coi trăm bờ phải rửa vải nấu nhồng nhằng. Nguyện thứ tư nhân dân trong nước ấy muốn áo quần khăn lược màu dày thấy đều hoa đủ sẵn bày khỏi mua khỏi dần khỏi mái cưng lòng. Nguyện thứ năm giám vòng địa lợi từ đất bằng lên tới hư không thấy đều lâu cát biển cũng ma cũng là cây trái áo trong cửa nhà cá ấy đều là trăng bảo cơn đơm ma trao dồi tráng xứng cho làm phần ban mùi hương ấy sống ra khắp đồ cả mười phương hướng thu cầm kỳ chúng sanh hành nguyện kiên trì tin và tưởng Phật đến thì bạn sanh. Nguyện thứ sáu dân lành quốc độ thương tình nhau vì tờ ruộng rà không lời qua lại bóng hòa không gánh không ghé qua dân nguyện thứ bảy dân sanh trong nước không có lòng quê trường dâm ô cùng không có tiếng tùng thố cùng là nóng dân hồ đồ ngũ trí nguyện thứ tám chiến trì nếu ai muốn nói chuyện gì người kia yêu ý tức thì còi phân nguyện thứ
chúng sanh quốc độ thần tu
lục thông đất ngộ dòng chơi. Bao hòa về giới vừa qua khắp hết mau thời hơn bái nguyện hàm ba tội nay thành phần dân hiểu tôi rõ thật mười phương phần và đại chúng. Sáng lòng vui vẻ hiền lành làm chúng sẽ đàng hóa sáng sen vàng nguyện hâm bốn ánh quang mình chiếu qua nơi đầu tôi tuyển diệu rỡ ràng mặt trời cùng ánh mặt trăng là sáng tỏ chẳng băng vần quang nguyện hâm lắm hào quang tôi chói cắm cùng nơi chỗ tối khúc quanh thiên nhân cùng cá súc sanh thấy liền đàn khơi lòng thành quy nguyện hâm sáu kỳ nhân tu ở trong thập phương vũ trụ vân vân nhờ hào quang chiếu đến thân từ hòa tâm tánh hơn dẫn coi trời nguyện hâm bại tiên người phan hy tâm bồ đề trì chi giới trai lục ba mầm quả cây làm nhiều công đức đứng chẳng sai môn thì nhà khi thọ mạng tới kỳ viên mạng có tôi và các hạng tăng làm phong qua tiên dần và sanh đăng làm bồ tát tài thành lạng ban nguyện hâm tám thiên nhân vũ trụ nghe danh tôi sắm đủ quý vàng hương hoa đắng chúng quý hoàng tràn phán bao cái cúng dường như lai tạo tham tự trì trai thanh tịnh làm việc là đành tâm để định tưởng thôi tưởng luôn tròn một ngày thôi chắc sẽ đặng nữa tôi về liền nguyện hâm chính nhân thiên mười cõi nếu dốc lòng ra cõi bến mê hiểu tôi thầm niệm thiên bài lắm chúng sẽ đặng sanh về làm băng trừ những kẻ tàn hốn tám cùng những người phật pháp dễ kinh ai mang tội ấy vào mình thì trước đà táo tội thường thường sao nghĩa chân phật tỏ tường cung cái cầu sám hối đề trái giới sáng nguyên làm lành nước phật mong sanh lâm chung sẽ đáng lành cõi tám đồ của
danh đôi lễ đành theo về. Vui mà tu hành Bồ Đề, người người cũng kinh mong bề tám dương, nguyện bấm hai thầm phương thế giới, những đàn bà con gái chán đời. Phát tâm tín niệm danh tôi, thân sao không có phụng hồi nữ nhân, nguyện bấm ba chúng dần mời tới quả vô sanh bất thối chứng liền. Lại còn quá Phật toàn viên, ngoại trừ những vị vốn nguyện đau sanh, tôi sẽ giúp cho thành sở mồ tới tha phương tế độ hàm linh. Hành tu Bồ Tát rất tinh, lại còn lấy sức ngoái linh hộ truyền cho người ấy tinh chuyên tăng bộ ca chúng sanh tinh thọ phát nguyện. Bồ Đề tịnh diệt vô hiền, chẳng thân tôi thân cần chuyên tu hành, nguyện bấm bốn dân là trong nước độ chúng sanh sao trước các phương. Sở nguyện thế đang tội lòng mà ba căn hà Bồ Tát muôn cung dường chư Phật đau đau. Hoa hướng là cần châu liền đi khắp đủ vừa hầu vừa ăn, nguyện bấm sáu muôn ngàn bao vần hà muôn cung dường chư Phật thánh hiền. Ước ra thì có đủ liền, cũng dâng khắp cả về miền chưa trưa. Miền bấm bảy hai vừa đồng tùng, hoặc thọ trì bụng cúng chữ kinh. Đăng tài biển lương thông minh, lại em bác nhà trí lành cao chiếu, nguyện bấm tám vàng điều pháp lý, đủ viên thông đầy trí huệ tâm. Những lời bài giải nguyên âm, nghĩa kinh vi diệu cao thâm đều công, nguyện bấm chính quân trong Bồ Tát tại thái đồng dòng vàng kia căn. Mỗi người đều đặng kiếm thân, bằng hai tướng tốt đủ phân sắc màu, thiệt cá pháp cùng thấu đạo phận, cùng yên như chư Phật đứng thay. Bốn mươi nguyện ước của tôi tính sạch chiếu soi khắp màu, chư Bồ Tát quý dầu muốn thấy, cõi Phật nào nghiêm bấy như hàng. Dòm trong bước thọ yên ra, cánh nào Phật nấy như là soi gương, nguyện bốn mốt mọi đường không đức Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn. Đang nghe đang thấy đạo tràng, bề cao cho đến bốn ngàn na gió, nguyện bốn hai cả đồ nhận dụng quân độ tôi thiệt
đúng tình mình. Chói người sắc đẹp xinh, dầu có thiên nhãn chẳng nhìn lắng đâu. Nguyện bốn ba ai trong nước, chỉ mong cầu nghe được pháp kinh. Tự nhiên sở nguyện đắc thành, không chờ mời thánh đường tình thế gian. Nguyện bốn bốn thanh vận duyên gian, trong nước tôi đều đặng quay thân. Hào quang tỏ rạng vô ngần, ngày biến tài biến pháp ngàn phần pháp vương. Nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát, nghe danh tôi tận pháp vũng hành. Thấy đều đắng pháp tình thân, định thần dài thoa phước lành thượng ba. Tuy là đường xa rất xa, định thần không làm tiền chẳng lìa. Nguyện bốn sáu chư tôn Bồ Tát, ở ta phương nghĩa đàn danh tôi. Quy tinh tấn vừa rồi, định thiên bình đáng ba hồi chẳng đấng pháp nhận đến khi chẳng chết. Đàn thầy thường càng bực Như Lai, lời nguyện bốn bãi như vậy. Nhà tha phương Bồ Tát về đây nước tôi, tâm chí nguyện đấng hồi bất gì chẳng thối lui địa vị cao thông. Lời nguyện bốn tám bảo màu, ta phương Bồ Tát có đầu quy chớ vị ấy đấng kỳ trợ nguyện. Nhân nhị tam nhận thiện pháp vương, pháp môn của Phật không lường. Thoáng trí và quán minh như nhận
nguyện từ bi vô lượng cứu quần sanh, ôi từ lâu ba chốn ngục hành. Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo con ngài vừa qua có ai nước xuyên từ vương khỏi ai hạ nhớ lời ngài bờ giá công san hành thầm thiện cho đời tức sẽ bỏ việc làm gieo rất vàng những lời ngọc vàng nghĩ mời bên lòng có nguyện đưa sống đời rộng rãi con niềm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh để theo ngài chân bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin từ độ, ngoài tham lam sống ngập trời. Phá thị mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà làm quân vần A Di Đà thân kim sắc tượng nam chú di nguyện kiến bản hào bốn biển lớn trong nặng mang biết trong hào quang hoa vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong bộ phong xem vàng lên dài thoáng quý mang lệ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phá nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tín đồ ai nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Cùng tầng thể
dứt sạch. Pháp môn không kể xiết thề nghiến đều tu hồng ở phần đạo không gì hơn thề nghiến đương nguyên á thành phụng tịnh sống đấng thu thắng hành này vô biên thành phương giải hồi hướng vô nguyện phạm hội chữ chúng sanh tổng và vô lượng quán phần sẽ nguyện tiêu tán chương trở về nào nguyện đăng trí huệ chân minh minh liệu vô nguyện phổi chương tật tiêu trần thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến phần hồ sanh bằng thối bồ tát quý bằng nguyện ý thờ công đức vô cập ư nhân thiên ngã đẳng giữ chúng sanh giải công thành phẩm đạo tự quý ai phần ai đứng nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phán vô thượng tâm tự kinh tạng trí huệ nhớ hải tự quy tâm ai đưa nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhân thiên mô nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi để cho ý đạo tràng mười phương Phật báo hào quang sáng ngời trước bảo tòa thân có ánh hiền cúi đầu xin thề nguyện chỉ tâm đảnh lễ nam mô tần hư không biện pháp giới quá hiền vị lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam ma bảo chỉ tâm đảnh lễ thỉnh ca mâu ni Phật đương lai hà sanh di lặc tôn Phật đại trí văn tu sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thường Phật Bồ chỉ tâm đảnh lễ
Đại bi quán thế âm bồ tát, đại thế chí bồ tát, đại nguyện địa tạng vương bồ tát, thanh tịnh đại ái chúng bồ ái tát. Lương xa nhiệm ngài pháp giới mong quân, chứ phần hai hồi tận diệu văn, tùy nữ kia tượng vân thành ý phương ăn ngay, chứ phần hiền toàn thân ngay. Nam mô hương văn Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma bát thiên vàng kim na tao ngộ, thọ trì nguyện dài như lai chân thiền nghĩa, tây phương giáo chủ tịnh độ năng nhân, tiếp dẫn chúng sanh chí thần sơn, cực là hữu nhiên sanh tịnh độ ta bà giải thoát kiến Di Đà. Bốn tám lời nguyện độ chúng sanh, phát nguyện rộng lớn đẳng viên thành, áo xe chính phẩm thường phẩm sanh, đồng độ chúng sanh Phật đạo thành. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bốn mươi tám lời nguyện đấng Phật A Di Đà, nguyện thứ nhất thành Phật được thì nước tôi là nước Tịnh Thân, ngùng hình ngã quy chúng sanh thầy đều chẳng có sanh thành nơi đây. Nguyện thứ hai nước này Tịnh Giới, đàn bà cùng con gái tình nhiên, những người trong cõi nhân thiên cùng loài cầm thú cần chiến thú hành, thầy đều đặng hóa thân tỏ cảm thân bao đề cửu phẩm liên hoa. Khi cần ăn uống hóa sẵn sàng, bản thân bảo vĩ bạn đừng lắm mê trăm món ngon, coi trăm ở đâu ăn rồi
trong nước ấy muốn áo quần khăn lường màu dày thấy đều hoa đủ sẵn bày khỏi mua khỏi dần khỏi mái cưng lòng nguyện thứ năm giám vòng địa lời từ đất bằng lên tới hư không thấy đều lầu cát biển cũng ma cùng là cây trái áo trong cửa nhà ca ấy đều là trăng bảo ơi cùng ba tiếng hoa báo hương thơm nhìn nhau thành tạp cơn đơm ma trao dồi trang xứng cho làm phần ban mùi hương ấy trong ra cấp đồ cả mười phương hướng thu cầm kỳ chúng sanh hành nguyện kiên trì tin và tưởng Phật đến thì bản sanh nguyện thứ sáu dân làm quốc độ thương tình nhau vì ta ruộng rà không lời qua lại bóng hòa không ganh không ghé qua ra tranh giành nguyện thứ bảy dân sanh trong nước không có lòng quê trượt dâm ô cùng không có tiếng tùng thố cùng là nóng dân hồ đồ ngũ trí nguyện thứ tám chiến trì thiền niệm mơ cứ đường hay tìm tìm lướt đi nếu có đâu sự ác tư hành mấy điều nghiêm chướng đã thành vô danh ấy nguyện thứ mười chúng sanh đều vì nguyện thân là mộng mị mà thôi vậy nên lòng chẳng nhiễm đời tánh công tám muốn khắp nơi vui cười nguyện mười một tiếng người tuy cả hình dung đồng một sắc và nghĩ mặn mài nghiêm trên phương phi trong ngần đẹp đẽ không chi sánh bằng nguyện hai mười phương thế giới thiên nhân cùng mà các loài chúng sanh hóa thân về cõi lạc thần chứng ngôi viên nhã thân di động ngồi thiền có tâm lòng tịnh tịnh hiền cùng nghe nhau tính tôi nhiều chẳng hề biết rằng bao nhiêu ngàn muôn kiếm chỗ nhiều khó phân nguyện mười ba thiên nhân trên dài hiệp cùng nhau đến mãi dẫn cơn không hề rõ biết số dư tài dưỡng quốc nhiều như các hàng nguyện mười vô
dân hàng quốc độ. Thái thái đồng trường thọ miên miên, không sao biết đàn số niên, sống lâu vô lượng vô biên kiếm đời. Nguyện mười lăm dân thời thanh tịnh, trụ vào ngôi chánh tính tự nhiên. Lý dư loạn tướng đạo điên, đất vô phân biệt chứng viên niên bàn. Nguyện mười sáu làng ban dân chúng vui vẻ mà thọ dung đủ điều. Tài trọng với làm cho sơ nguyện đấng thần này công tối giác đạo rõ lành. Nguyện mười tám hóa thái coi dụng, người người đều đặt túc mà không biết hồi biên kiếm ta trong. Đồng kim sanh nguyện mười chín chúng sanh vạn vạn đều đắng rồi thiên nhãn tinh quang. Thấy toàn vũ trụ mười phán trăm ngàn muôn ứng thế gian cùng tường. Nguyện hai mươi tây phương dân chúng thiên nhị thông sơ dụng nghệ sang. Những lời thuyết pháp của ra của trăm ngàn phần đã cầu tuyên ai nguyện tham mưu nhân thiện trong nước ta tâm thông biết đường chẳng sai. Những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới không ngoài tâm linh. Nguyện hâm hai chúng sanh quốc độ, thần tụng thông đăng ngộ dòng chơi. Bao hòa về giới nơi phần và đại chúng ta dương dân tôi quy phục lại vương tôi hoài thiên nhân với các loài súng vật niệm danh tôi cho tất chí thân sáng lòng vui vẻ hiền lành làm chúng sẽ đàng hóa sen vàng. Nguyện hâm bốn ánh quang mình chiếu qua nơi đầu tôi tuyên diệu rỡ ràng. Mặt trời cùng ánh mặt trăng, mặt trời cùng ánh mặt trăng, tuy là sáng tỏ chẳng băng vần quang. Nguyện hâm lắm hào quang tôi chói cắm cùng nơi chỗ tôi cũng quanh. Thiên nhân cùng cá súc sanh thấy liền đàn cái lòng thành quy y. Nguyện hâm sáu vấn kỳ nhân thu trong tập mương
vũ trụ vân vân. Nhà quan thiếu đến thân từ hòa tâm tánh hơn dẫn coi trời nguyện hâm bại tiên người phan hy tâm bồ đề trì chi giới trai lục ba mầm quả khai làm nhiều công đức chẳng môn thì nhà khi thọ mạng tới kỳ viên mạng có tôi và các hạng tăng lành phong qua tiên dần vàng sanh đang làm bồ tát tài thành lạc ban nguyện hâm tám tiên hương hoa đắng chúng quý hoàng tràn phán bao cái cúng dường như lai tạo tham tự trì trai thanh tịnh làm việc lành tâm để định tưởng thôi tưởng luôn cho một ngày thôi chắc sẽ đặng nữa tôi về liền nguyện hâm chính nhân thiên mười cõi nếu dốc lòng ra cõi bến mê hiểu tôi thầm niệm thiên bài lắm chúng sẽ đặng sanh về làm băng trừ những kẻ phẩm pháp dễ kinh ai mang tội ấy vào mình thì địa ngục thó hình chúng thắng nguyện ba mươi thiên nhân cầm thú trong thầm phương vũ trụ khôn lường trước đà táo tội thường thường sao nghĩa chân phật tỏ tường cung khai cầu sám hối đề trái giới sáng nguyện làm lành nước phật mong sanh lâm chung sẽ đáng lành cõi tám đồ khổ sanh liên đài vui mà tu hành bồ đề người người cũng kính mong bề tám dương nguyện bấm hai thầm phương thế giới những đàn bà con gái chán đời phát tâm tín niệm danh tôi thân sao không có phụng hồi nữ bấm ba chúng dần mời tới quả vô sanh bất thối chứng liền lại còn quá phật toàn viên ngoại trừ những vị bốn nguyện đau sanh tôi sẽ giúp cho thành sở hồ tới tha phương tế độ hành tu bồ tát rất tinh lại còn lấy sức ngoái linh hổ truyền cho người ấy tinh chuyên tăng bộ ca chúng sanh tinh thọ phát nguyện bồ đề tịnh diệt vô hiền chân thân tôi tăng cần là trong nước độ
chúng sanh sao trước các phương. Sở quyền thế đang tội lòng mà hoa là tâm cháu liền đi khắp đủ vừa hầu vừa ăn nguyện bám sáu muôn ngàn bao vần muốn cúng dường chư Phật thánh hiền ước ra thì có đủ liền cúng dâng khắp cả về miền bảy ai vừa đồng tùng hoặc thọ trì bụng cúng chữ kinh đang tại biển lương thông minh lại em bác nhà trí lành cao chiếu nguyện phạm tám giang điều pháp lý đủ viên thông đầy trí huệ tâm những lời bài giải nguyên âm nghĩa kinh vi diệu cao thâm mà đều công mà nguyện bám chính quân trong Bồ Tát tại thái đồng dòng dạng kiên căn mỗi người đều đặng kiếm thân bằng hai tướng tốt đủ phân sắc màu chiếu soi khắp màu hoa chư Bồ Tát quý dầu muốn thấy cõi Phật nào nghiêm bấy như hàng dòm trong bước thọ yên xa cánh nào Phật nấy như là soi hướng nguyện bốn mốt mọi đường không đức Bồ đang nghe đang thấy đạo tràng bề cao cho đến bốn ngàn na cho miền bốn hai cả đồ nhận dụng quân đồ tôi biết đúng tình minh cho người hình sắc đẹp xinh dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đắng đâu nguyện bốn ba ai trong nước chỉ mong cầu nghe được pháp kinh tự nhiên sở nguyện đắng thành không chờ mời thánh đường tình thế gian nguyện bốn bốn thanh bằng duyên dáng trong nước tôi đều đắng quay thân hào quang tỏ rạng vô ngần ngày biến tài biến pháp ngàn phần pháp vương nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát nghệ danh tôi tận pháp vốn hành thấy đều đắng pháp tình thân định thần dài thoa phước lành thượng ba tuy là đường xa rất xa định thần không là tiền chẳng lìa miền bốn sáu chư tôn Bồ Tát ở ta phương nghe đàn danh tôi
tượng tổ quang mình từ thang nghiêm
Nam Chú Di Nguyện Viên Bảnh Hào Bốn Biển Lớn Trong Đằng Măng Biết Trong Hào Quang Hoa Vô Số Phật Vô Số Bồ Tát Hiện Ở Trong. Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, chính Phật xem vàng lên dài thoáng, quý mang lệ Di Đà Phật, phương Tây thế giới an lành. Còn nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tín đồ ai nam. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di
Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải
chúng Bồ Tát. Mong lòng quy kính Phật A Di Đà, thế giới cần là nguyện lấy hào quang trong sẵn soi cho. Lấy thế từ bi mà nhiệm thọ cho con ấy chánh niệm mà niệm hiểu như tịnh độ. Phật xưa có thể nếu có chúng sanh muốn sinh hướng ta, lòng tin nguyện cho đến mười niệm mà nếu chẳng đặng sanh, chẳng thành chánh giác do vì nhân niệm hiểu Phật này đường vào trong bế đại thệ Như Lai. Nhờ chứng từ bi các tội tiêu diệt, căn lành tăng trưởng khi mà người chúng biết trước giờ chết thân không bình khổ không tham điên. Ý không điên đảo như vào thiền định, Phật và thánh chúng tay nắm kim đài cùng đến tiến dần trong quán một niệm. Sanh về cực là sẽ thấy Phật, khắp đời chúng sanh tròn Bồ Đề nguyện. Chúng sanh không số lượng, thề nguyện đều độ khắp phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch pháp môn không kể xiết, thề nguyện đều tu hồng Phật đạo không gì hơn, thề nguyện được nguyện thành phụng tịnh công đức thu thắng hành này vô biên thành phước giải hồi. Tổng và vô lượng quán phần sáng nguyện tiêu tán chương trở phiền não, nguyện tăng trí huệ chân minh liệu vô nguyện tội chương tận tiêu trần. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng tự phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến Phật hộ sanh. Bằng tối Bồ Tát quy bằng lỡ nguyện ý thờ công đức vô cập ư nhân thiên đẳng dư chúng sanh giải công thành Phật đạo. Từ quý Phật đức nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Kinh tạng trí huệ nhớ hải
đều trở thành